đoạn tới được bản Seno, nằm ở ngoài ô thành phố Kesone Phongvihane, tỉnh Savannakhet, cách thủ đô Viêng Chăn của đất nước Lào hơn 500 km vào một chiều tối mưa tầm tã. Hơn 30 thành viên của Phái đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các ban viện chính phủ Việt Nam và Lào đã tổ chức khóa lễ trước ngôi Tam Bảo Chùa Pháp Hoa. Hiện ngôi tự viện này đang được Thượng tọa Thích Thiện Đức làm trụ trì. Ở bản Seno có khoảng trên dưới 70 hộ gia đình kiều bào Việt sinh sống và làm việc. Trước đây, nơi đây chỉ là một đền đài thờ phụng, lễ tết dành cho bà con kiều bào sinh hoạt nhằm lưu giữ văn hóa truyền thống về quê hương đất tổ Việt Nam. Đến năm 1986, ngôi đền được cải gia chi tự trở thành chùa Pháp Hoa. Tượng Phật được di chuyển từ chùa Hoa Nghiêm ở bản Seno này về thờ phụng. Cho đến nay, trải qua nhiều đời trụ trì chăm sóc Tam Bảo, Thượng tọa Thích Thiện Đức là người ở lâu nhất. Và 18 năm qua, thầy vẫn hàng tháng đi xin chứng nhận cư trú dành cho người nước ngoài trên nước Lào. Đoàn tiếp tục ghé thăm chùa Diệu Giác nằm tại trung tâm thành phố Kesone Phongvihane, tỉnh Savannakhet. Ngôi tự viện dành cho ni giới do ni sư Thích Nữ Đàm Luân làm trụ trì. Chùa chính thức được hình thành từ năm 1932 do cố hòa thượng Thích Diệu Khanh nhân một lần đi hoằng pháp qua đây kiến lập. Trải qua nhiều lần trùng tu, giờ đây chùa Diệu Giác đã trở thành điểm sinh hoạt tâm linh quan trọng của hàng trăm kiều bào Việt sinh sống tại Lào. Thế nhưng cũng giống như câu chuyện ở chùa Pháp Hoa, dù về trong ngôi chùa Diệu Giác từ năm 1979, đến nay ni sư trụ trì vẫn hàng tháng vẫn phải đi xin chứng nhận cư trú dành cho người nước ngoài. Ngài Diệu Thanh là khai sơn chùa này, dạ, từ năm 1932 đó, dạ, rồi lúc đó là theo thứ tự là các cô đổi nhau xuống trụ trì đây, dạ, cô là kế thừa luôn. Khó khăn bây giờ là thứ nhất là không có giấy đất chùa, không có, mà cô về đây mấy năm rồi cũng không thấy giấy đất chùa. Với là bây giờ hiện tại giờ nó hộ khẩu của Việt Kiều Lào giấy đỏ đó, chuyện đỏ mất rồi. Cái làm thủ tục cũng nhờ người ta đi làm, mấy đầu tiên là vô công an khỏe làm được cô thời gian đó, là cô bảo cô không, mà cô làm hộ khẩu xin công an làm cho á. Hiện tại giờ cô chi thì cô đi về, chính thức là có bốn cô ở đây, tôi là người chấp hành hết từ nghi lễ, từ tháng Tết, tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy là tôi chấp hành làm lễ mấy cái lễ đó. Mong muốn là được giấy đất chùa với là sổ gia đình chùa và hộ khẩu đó. Đoàn tiếp tục ghé thăm chùa Bảo Quang, tọa lạc tại thành phố Kesone Phongvihane, tỉnh Savannakhet. Qua tìm hiểu được biết, chùa Bảo Quang được thành lập vào những năm đầu của thập niên thứ hai của thế kỷ 20 do một số kiều bào Việt Nam sinh sống tại Lào tạo lập, nhằm để sinh hoạt tín ngưỡng, thờ phụng Tam Bảo và nhất là để lưu giữ những văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Dù hiện tại chùa vẫn chưa có trụ trì chính thức nào, nhưng lịch sinh hoạt Phật pháp, tín ngưỡng luôn được ban hội tự ở chùa tổ chức đều đặn và đúng pháp môn tự viện. Ở đây thì nếu mà tính Phật tử thường xuyên á, là coi như là cỡ 3-4 chục người lui tới với chùa, rồi đêm nào cũng tới tụng kinh. Rồi là cũng lý do thì có thể là có nhiều người á thì cũng là lớn tuổi rồi, và có nhiều người thì cũng nhà gần chùa nên là cứ hay thường xuyên lui tới với chùa. Bất cứ là có lễ, có dịp gì đó thì cũng là lui tới với chùa. Mình theo đạo Phật từ ông bà cha mẹ mình, người ta xây lên cái đôi chùa này thì mình làm con thì mình cũng theo bố mẹ, rồi mình cũng có lòng tin về Đức Phật, về mình có tin thì có kiêng thì có lành. Ba mẹ mình đó là cũng đi chùa theo ba mẹ mình, cũng có muốn có điều có muốn trụ trì tài của mình đó, cũng ước nguyện nhưng mà chưa thành. Thì cũng mong muốn cho ngôi chùa này là từ từ phát triển và có những bậc sư, quý thầy ở trụ trì tại đây để cho nó có như là nhà phải có chủ vậy đó. Kesone Phongvihane, thành phố mang tên vị lãnh tụ, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào và được xem là thành phố lớn thứ hai của đất nước Lào. Qua tìm hiểu, khảo sát các ngôi chùa Việt tại thành phố này, đại diện Phái đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như các cấp ngành của hai nước đã cam kết hỗ trợ hết mình để giúp cho các ngôi chùa Việt Nam trên đất Lào nói chung
cũng như câu chuyện còn đọng lại của ba ngôi chùa tại thành phố Kesone Phomvihane sẽ sớm được giải quyết tốt đẹp và đi vào hoạt động ổn định. Đối với hàng chục ngàn kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Kesone Phomvihane, đây là những tín hiệu đáng mừng và hy vọng sẽ không còn những câu chuyện nhỏ cản trở cộng đồng Phật tử Việt Nam sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng Phật Pháp nơi đất khách quê người.